Hồi thứ 18, Giả Văn Hòa liệu mưu quyết thắng địch, Hạ Hầu Đôn bị bắn nuốt con người. Nhắc lại, đã liệu biết ý Tào Tháo, Giả Hữu liền tương kế tự kế mà làm, bèn bảo Trương Tú rằng: "Tôi đứng ở trên thành, thấy Tào Tháo đi lượn vòng chung quanh quan sát 3 ngày liền, đã hiểu ý hắn muốn làm cái gì rồi. Hắn thấy cái gốc đông nam kia bị lỡ xúc ít nhiều, sắt gạch màu đất chỗ mới chỗ cũ không đều, trông sừng hưu quá nửa đã mục nát. Hắn sắp theo lối ấy đánh tràn vào thành, cho nên giả vờ kéo quân tới gốc tây bắc, chất củi cỏ để hư trương thanh thế, khiến cho ta dồn binh tới giữ gốc này. Rồi hắn lừa khi đêm tối trèo qua gốc đông nam mà vào đó." Tú hỏi: "Như vậy thì phải làm sao?" Hữu mỉm cười nói: "Việc này dễ lắm. Ngày mai ta cứ lựa những quân tinh tráng, cho ăn uống no nê, mặc đồ nhẹ mỏng gọn ghẽ, ẩn núp hết trong các nhà dân ở gốc đông nam, lại sai dân chúng ăn mặc giả quân sĩ kéo lên giữ gốc tây bắc để hư trương. Đêm đến cứ để cho quân địch qua gốc đông nam mà vào, đợi khi chúng đã tiến vào đông đảo sẽ nổ pháo lệnh cho phục binh 4 bề đổ ra, thì có thể bắt được Tào Tháo." Tú vui mừng dùng kế đó. Chẳng mấy chốc quân thám mã về báo Tào Tháo rằng: "Trương Tú hiện dồn binh tới gốc tây bắc, 3 quân hòa reo giữ thành, còn gốc đông nam thì rất là trống trải." Tháo cười thầm: "Chúng nó trúng kế ta rồi." Bèn ra lệnh trong quân bí mật sắp sẵn thuẫn cuốc cùng khí cụ trèo thành, ban ngày cứ thúc quân đánh phá gốc tây bắc. Mãi tới canh 2 mới kéo những quân tinh nhuệ tới gốc đông nam, lấp hào mà tiến, chém gạt chông sừng hưu mở lối, phá thành trèo vào. Trong thành vẫn im lặng, 3 quân liền ồ vào như thác lũ. Bỗng nghe một tiếng pháo nổ vang, phục binh trong bóng tối 4 mặt xông ra đánh giết vô cùng hăng hái. Quân Tào bị phục kích bất ngờ, rối loạn cả lên, xô nhau chạy trốn ra ngoài, bị giết vô số, giẫm đạp lên nhau mà chết cũng nhiều. Sau lưng thì Trương Tú tự đốc xuất dũng binh tráng sĩ đánh tới, quân Tào thua tơi bời. Những quân thoát ra khỏi thành kéo nhau chạy tới vài chục dặm. Trương Tú thúc quân đuổi đánh nữa, chém giết một trận kịch liệt, mãi tới bừng sáng mới thu quân về thành. Tào Tháo điểm lại bại binh, thiệt mất 5 vạn người, lại mất vô số xe lớn chở nặng, Lã Kiền, Du Cấm đều bị thương. Giả Hữu thấy Tháo thua chạy, kiếp khuyên Trương Tú gửi thư qua Lưu Biểu, dặn đem quân chặn triệt đường về của quân Tàu. Biểu tiếp thư đang sửa soạn khởi binh, bỗng có thám mã về báo: "Tôm Sách kéo quân tới đóng Hộ Khẩu." Nhưng Khoái Lương nói: "Tôm Sách đóng Hộ Khẩu là theo kế hư trương của Tào Tháo đó. Tháo vừa bị thua, ta không thừa thế đánh dập luôn đi, ắt để mối lo về sau." Biểu bèn sai Hoàng Tổ cố giữ cửa ải, rồi tự mình thống lĩnh binh mã kéo đến Huyền An chúng chặn lối về của Tháo, một mặt ước hội với Tú. Tú được tin Biểu đã khởi binh, liền cùng Giả Hữu dẫn quân truy kích Tháo. Bây giờ Tháo kéo quân đi chậm chậm mà rút. Khi về qua Tương Thành đến sông Dục Thủy, Tháo đang ngồi trên ngựa bỗng khóc rống lên rất thảm thiết. Chú thích: "Nhớ tiếc Trâu phu nhân chăng?" Đọc tiếp: "Mọi người ngạc nhiên hỏi vì cớ gì?" Tháo nói: "Ta nghĩ lại hồi năm ngoái, chính ở đất này thiệt mất đại tướng Điển Vi. Nay qua đây ta quá đau lòng, không thể không khóc." Chú thích: "Khóc những Điển Vi sống đó." Đọc tiếp: "Bèn đóng quân lại, sai bày vàng rất lớn tế vong hồn Điển Vi. Tháo thân bước vào đốt hương khóc lại. Khắp 3 quân thấy vậy đều xúc động cảm thán. Tế Điển Vi xong,
mới tế cháu là Tào An Dân, tế con trưởng là Tào Ngang, rồi tế tất cả quân sĩ Trần Vong, cho đến con ngựa Đại Quyển bị bắn chết cũng tế. Hôm sau bỗng Tuân Húc sai người từ Hứa Đô đến bảo rằng: Lưu Biểu giúp Trương Tú đóng quân ở An Chúng triệt đường về. Thao Viết Thơ trả lời Húc, đại để nói: Ta kéo quân về, mỗi ngày đi vài dặm, không phải là không biết giặc đuổi theo, nhưng ta đã tính kế xong xuôi, về đến An Chúng thế nào cũng phá được quân Trương Tú, các ông đừng ngại. Rồi Thao đốc quân kéo về. Khi tới địa phận huyện An Chúng thì quân Lưu Biểu đã chặn đóng các chỗ hiểm yếu. Phía sau thì Trương Tú dẫn quân đánh tới. Thao bèn ngậm sai quân, thừa đêm tối đào mở đường ngầm lối hiểm, rồi phục sẵn kỳ binh trong các chỗ đó. Đến lúc trời rạng đông, quân Trương Tú Lưu Biểu hội hợp nhau, thấy quân Tàu còn ít quá, cho rằng Tháo đã chạy trốn lúc đêm khuya, bèn cùng dẫn quân theo các đường hiểm đuổi theo. Tháo liền thả kỳ binh bất ngờ, đánh tan quân hai nhà. Quân Tàu rút khỏi địa phận An Chúng, ra ngoài cửa ải hạ trại. Lưu Biểu Trương Tú thu thập bại binh, chỉnh đốn lại rồi tới gặp nhau. Biểu nói: Ai ngờ lại trúng gian kế Tào Tháo chứ. Tú nói: Được được, ta chỉnh quân lại rồi sẽ liệu. Rồi quân hai nhà tụ tập tại An Chúng. Bây giờ Tuân Húc dò được tin Viên Thiệu muốn khởi binh đánh úp Hứa Đô, vội sai quân phi ngựa suốt ngày đêm đem thư cấp báo với Tháo. Tháo tiếp tin, lòng lo sợ, vội lui quân ngay hôm ấy. Quân tế tác báo cho Trương Tú hay. Tú muốn đuổi theo, Giả Hủ can rằng: Chớ đuổi, đuổi ắt bị thua. Lưu Biểu nói: Lúc này không thừa thế đuổi đánh nó, tức là bỏ mất cơ hội tốt rồi. Bèn cố nài Trương Tú, rồi dẫn hơn một vạn quân cùng đuổi. Đuổi hơn 10 dặm thì kịp hậu đội quân Tàu. Tức thì quân Tàu hăng lên tiếp chiến, liều chết mà đánh. Quân Biểu, Tú thua to phải chạy về. Tú bảo Hữu rằng: Không nghe lời ông, quả nhiên thua trận này. Nhưng Hữu lại nói: Ấy, bây giờ hãy chỉnh binh lại, đuổi đánh lần nữa, ắt thắng. Tú và Biểu cùng ngạc nhiên: Đã thua rồi, sao còn đuổi nữa? Hữu quả quyết: Lần này đuổi đánh, ắt phải đại thắng. Nếu không như vậy, xin cứ chém đầu tôi. Tú tin lời, nhưng Biểu nghi hoặc không chịu đi cùng. Tú bèn dẫn riêng một cánh quân đuổi đánh. Quả nhiên, quân Tàu lần này bị rối loạn, thua to, phải bỏ cả lừa ngựa xe cộ ngổn ngang giữa đường mà chạy. Quân Tú vẫn còn đuổi đánh. Số phận hậu quân Tào Tháo vô cùng nguy cấp. Nhưng bỗng từ sau núi một đoàn quân đổ ra cứu ứng. Trương Tú không dám khinh tiếng nữa, mới thu quân, chở đồ chiến lợi về An Chúng. Lưu Biểu hỏi Giả Hủ: Lần trước chúng ta đem tinh binh đuổi đánh quân rút lui mà ông bảo là sẽ thua, lần sau đem đại binh đuổi quân vừa đắc thắng, ông lại bảo rằng sẽ được. Vậy mà cuối cùng cũng đúng như lời ông. Sao mà sự thể khác nhau mà trước sau đều ứng nghiệm như vậy? Mong ông giảng giải cho tôi được rõ đi. Có gì là khó hiểu đâu. Tướng quân tuy giỏi dùng binh, nhưng cũng chưa phải là địch thủ của Tháo. Quân Tào mới thua mà rút, ắt phải để các kiện tướng dũng binh đi sau phòng quân đuổi theo. Quân ta tuy tinh nhuệ cũng không đánh nổi, vì vậy tôi biết chắc là thua. Nhưng một khi Tháo đột ngột lui binh vội vàng thì chắc rằng Hứa Đô phải có chuyện gấp gì đó. Mà Tháo vừa thắng truy binh của ta một trận, ắt hẳn yên tâm, chỉ lo xua quân chạy về cho chóng, không phòng bị gì nữa. Ta thừa lúc vô bị mà đuổi đánh bất ngờ nên toàn thắng như vậy. Lưu Biểu Trương Tú nghe xong đều phục là cao kiến. Chú thích: Và Tào Tháo mới càng phục hơn. Đọc tiếp: Giả Hủ khuyên Lưu Biểu về Kinh Châu,
khuyên Trương Tú đóng giữ tương thành để làm thế môi răng nương lẫn nhau. Quân hai nhà cùng rút khỏi An Chúng. Nói về Tào Tháo, lúc đang chạy lui bỗng nghe báo hậu quân bị Trương Tú đuổi đánh chí nguy. Tháo vội cùng các tướng quay lại cứu thì thấy quân Tú đã lui. Quân tàn bại bẩm với Tháo: nếu không nhờ một đạo quân từ sau núi ra chặn địch cứu ứng thì chúng tôi bị bắt hết rồi. Tháo vội hỏi: quân của ai vậy? Thì viên tướng ấy cầm thương xuống ngựa tới bái kiến. Tháo mới biết đó là viên Trấn Uy Trung Lang tướng, người ở Bình Xuân thuộc Giang Hạ họ Lý tinh thông, tự là Văn Đạt. Tháo hỏi: sao mà tới đây được? Lý Thông thưa: tôi trấn thủ Nhữ Nam gần đây, nghe tin thừa tướng giao chiến với Trương Tú, Lưu Biểu, cho nên tìm đến tiếp ứng. Tháo rất hài lòng, phong Thông làm kiến công hầu, đóng giữ phía tây Nhữ Nam đề phòng Lưu Biểu, Trương Tú. Lý Thông bái tạ kéo quân đi. Tháo về Hứa Đô dân biểu tâu vua rằng: Tôn Sách có công, xin phong làm Thảo Nghịch tướng quân, ban cho tước Ngô Hậu. Rồi cho đem chiếu chỉ qua Giang Đông, sai Sách phòng tiểu Lưu Biểu. Tháo về phủ, các quan vào tham kiến xong, Tuân Húc hỏi: thừa tướng đi chậm về An Chúng, sao biết chắc chắn sẽ thắng quân giặc? Tháo nói: quân không còn đường lui, ắt phải tử chiến. Ta rút chậm chậm, dụ chúng đuổi theo, rồi ngầm bày kế tiêu diệt. Vì vậy biết chắc chắn là phải thắng. Tuân Húc bái phục. Chú thích: và Giả Hữu phải phục hơn hết. Đọc tiếp. Bấy giờ Quách Gia mới vào. Tháo hỏi: sao ông tới chậm quá vậy? Gia rút trong tay áo một phong thư rồi trình Tháo. Viên Thiệu vừa sai người đưa thư này tới thừa tướng, nói rằng muốn cất quân đánh công Tôn Toản nên đến Giai Lương mượn binh. Tháo tiếp thư nói: ta nghe Viên Thiệu muốn đánh ướp Hứa Đô, nay thấy ta trở về lại bày ra cái việc khác đây. Rồi mở thư ra xem, thấy lời lẽ ý tứ kiêu mạn, bèn hỏi Quách Gia: Viên Thiệu càng rỡ bất trắc như thế này, ta muốn đánh hắn mà sức không đủ, vậy phải làm sao? Gia nói: cái thế hơn kém giữa họ Lưu họ Hạng xưa như thế nào, Minh Công hẳn đã rõ. Cao Tổ chỉ nhờ trí mà thắng. Hạng Vũ tuy mạnh, cuối cùng vẫn bị hạ. Nay Thiệu có 10 điểm tất bại mà Minh Công có 10 điểm tất thắng, thì quân Thiệu tuy nhiều cũng không đủ sợ. Tôi xin kể như sau. Thứ nhất, Thiệu ưa lễ nghi phiền phức rườm rà, Minh Công thì thể nhậm tự nhiên, đó là đạo thắng. Thứ hai, Thiệu ở thế nghịch mà hành động, Minh Công ở thế thuận mà làm, đó là nghĩa thắng. Thứ ba, từ đời Hoàng Linh đến gần đây, chính sự hỏng nát vì khoan nhu, Thiệu lấy khoan mà trị, Minh Công thì cương quyết lấy sức mạnh mà ràng buộc cố kết, đó là trị thắng. Thứ tư, Thiệu ngoài mặt giả khoan mà trong lòng nghi kỵ, dùng rặt người thân tích họ Hàng. Minh Công bề ngoài nghiêm trang sáng suốt, dùng người chỉ căn cứ vào tài năng, đó là độ thắng. Thứ năm, Thiệu hám nhiều mưu nhưng mà thiếu quyết đoán, Minh Công thì hễ đúng kế sách là làm ngay, cái đó là mưu thắng. Thứ sáu, Thiệu chuyên thu mộ danh tiếng, Minh Công lấy điều chí thành đãi người, đó là đức thắng. Thứ bảy, Thiệu quá chăm sóc chỗ gần quên chỗ xa, Minh Công thì lo liệu chu đáo khắp cả, đó là nhân thắng. Thứ tám, Thiệu nghe lời xàm nịnh du dơ, lòng sinh nghi hoặc rối loạn, Minh Công thì sáng suốt tìm hiểu rõ, đó là minh thắng. Thứ chín, Thiệu chẳng rõ ai phải ai trái, thị phi hỗn loạn, Minh Công thì pháp độ nghiêm minh, đó là văn thắng.
Thứ 10, Thiệu chỉ biết hư trương thanh thế, không rõ điều trọng yếu của binh pháp. Minh công lấy ít thắng nhiều, dụng binh như thần, đó là vũ thắng. Minh công đã có 10 điều tất thắng như vậy thì phá Thiệu không khó gì hết. Tháo nghe xong cười bảo: những điều ông nói đó, Tháo này sao đủ xứng đáng. Tuân Húc nói: cái thuyết thập thắng thập bại Quách Phụng Hiếu vừa luận đó chính hợp với ngu ý. Viên Thiệu tuy nhiều quân, đâu có đáng sợ. Nhưng bỗng Quách Gia lại nói: lã bố chiếm giữ Từ Châu gần đây thật là mối lo trong gan ruột. Nay Viên Thiệu lên phía Bắc đánh công Tôn Toản, ta nên thừa lúc y đi xa mà đánh lã bố trước, quét yên mặt Đông Nam, rồi sau sẽ tính đến Viên Thiệu. Đó là thượng kế. Nếu không làm như vậy lại kéo đi đánh Thiệu, ắt lã bố thừa hư đột phạm Hứa Đô thì cái hại không nhỏ vậy. Chú thích: thật là bất ngờ, nghe Quách Gia bàn 10 điểm thắng bại, cứ tưởng sau đó Gia sẽ khuyên Tháo đi đánh Thiệu, thế mà lại khuyên đánh lã bố. Đọc tiếp: Tháo nghe lời bèn bàn diệt Đông Chinh trừ lã bố. Tuân Húc nói: trước hết nên sai người đi ước hẹn với Lưu Bị, chờ tin hội báo xem sao rồi hãy động binh. Tháo y kế, một mặt viết thư gửi Quyền Đức, một mặt hậu đãi sứ giả của Thiệu, lại tâu vua phong Thiệu làm đại tướng quân thái quý, kiêm đô đốc 4 châu Tinh, U, Thanh, Ký, rồi gửi mật thư đáp lại Thiệu đại để nói rằng: ông cứ đi đánh công Tôn Toản, tôi xin giúp sức ông. Sứ giả đem tin về, Viên Thiệu xem thư mừng rỡ, liền kéo quân đi đánh công Tôn Toản. Nói về lã bố ở Từ Châu, mỗi khi có yến tiệc hội họp tân khách đều được cha con Trần Khuê hết lời ca tụng thịnh đức. Trần Cung thấy thế bực mình, thừa lúc vắng vẻ bảo lã bố: cha con Trần Khuê ngoài miệng lĩnh tướng quân, nhưng mà tâm địa bất trắc lắm đây, nên đề phòng mới được. Bố bực tức gắt lên: ông vô cớ xúi xỉm, muốn ta hại người tốt sao? Cung lui ra than rằng: lời ngay thật không chịu nghe, bọn ta ắt giả có ngày. Và có lúc đã muốn bỏ bố mà đi, nhưng lại không nỡ, rồi sợ miệng đời chê cười, cứ đóng cửa ở nhà, trong lòng buồn bã chán nản. Một hôm, Cung đem theo vài kỵ binh ra khu rừng phía trước tiểu bái săn bắn giải sầu. Bỗng thấy trên đường Cái Quan có một người quất ngựa phi nhanh, có vẻ vội vàng lắm. Cung nghi ngờ, bèn bỏ vòng săn, dẫn mấy quân kỵ theo đường nhỏ đuổi theo chặn lại, rồi cật vấn: người là sứ giả của ai? Sứ giả đó nhận biết bọn Cung là bộ hạ của lã bố thì sợ tái người đi không trả lời được. Cung sai quân khám xét trong người, bắt được một phong thư của Quyền Đức hồi đáp Tào Tháo. Cung liền bắt cả thư lẫn người giải về Từ Châu trình lã bố. Bố cật vấn: sứ giả thưa, tâu thừa tướng sai tôi tới trao thư cho Lưu Dự Châu, nay được thư trả lời thì đem về. Trong thư nói những gì, quả tình tôi không biết. Lã bố bóc thư xem, thấy đại lược như sau: dân nghiêm mệnh thừa tướng muốn trừ lã bố, đêm ngày đâu dám không lo liệu hết lòng. Hiềm vì bị binh đơn tướng ít, chẳng dám khinh động. Vậy nếu thừa tướng khởi đại quân, bị xin làm tiền khu, hiện đã nghiêm binh chỉnh giáp, sẵn sàng đợi lệnh trên sai khiến. Lã bố xem xong mắng lớn: thằng giặc Tháo sao dám như thế này! Liền chém đầu sứ giả, rồi sai Trần Cung Tang Bá đi kết liên với bọn giặc Thái Sơn là Lũ, Tôn Quang, Doãn Lễ, Sương Hy, kéo sang phía đông đánh chiếm các quận Sơn Đông và Duyện Châu. Sai Cao Thuận, Trương Liêu tới Bái Huyện đánh Lưu Quyền Đức. Sai Tống Hiến, Ngụy Tục sang phía tây đánh Nhữ Nam, Vĩnh Xuyên. Bố tự thống lĩnh trung quân cứu ứng cho cả ba lộ.
bọn Cao Thuận dẫn quân ra khỏi Từ Châu, sắp kéo đến Tiểu Bái, thì có người báo cho Quyền Đức hay. Quyền Đức vội họp các quan bàn tính. Tôn Càng nói: phải cho người đi cấp báo ngay với Tào Tháo cái đã. Quyền Đức hỏi: ai có thể Tứ Hứa Đô cáo cấp? Một người dưới thệm bước ra nói: tôi xin đi. Thì ra đó là người đồng hương với Quyền Đức, họ Giản tên Ung, tự là Hiến Hòa, hiện làm chức Mạc Tân. Quyền Đức liền viết thư giao Giản Ung, sai chạy suốt ngày đêm về Hứa Đô cầu viện. Một mặt chỉnh bị những khí cụ giữ thành, Quyền Đức thân giữ cửa Nam, sai Tôn Kiên giữ cửa Bắc, Dân Trường giữ cửa Tây, Trương Phi giữ cửa Đông, sai Mi Trúc cùng em là Mi Phương bảo hộ trung quân. Nguyên lai Mi Trúc có em gái kết duyên cùng Quyền Đức làm thứ thê, tức là Mi phu nhân. Vì thân tình lang cửu nên Quyền Đức sai giữ trung quân bảo hộ vợ con. Chú thích: nhắc lại lần nữa, Quyền Đức vẫn chưa có con, hồi này gia quyến chỉ vỏn vẹn có hai bà. Đọc tiếp: khi quân Cao Thuận kéo đến, Quyền Đức đứng trên địch lâu hỏi xuống: ta với Phụng Tiên vốn không hiềm khích, vì sao ngươi dẫn quân tới đây? Thuận trỏ tay lên mắng: ngươi kết liên với Tào Tháo toan hại chủ ta, nay sự bại lộ, sao không ra chịu trói cho rồi? Dứt lời xua quân đánh thành. Quyền Đức đóng cửa không ra. Hôm sau Trương Liêu kéo quân đánh phá cửa Tây. Dân Trường trên mặt thành gọi xuống bảo Liêu rằng: tôi coi ông nghi biểu chẳng phải tầm thường, sao lại khuất thân theo giặc như vậy? Chú thích: tráng sĩ lại tiếc cho tráng sĩ mà khuyên nhau, ngày sau Liêu sẽ tiếc lại và khuyên lại. Đọc tiếp: Trương Liêu cúi đầu không nói gì. Quan Công biết là người nghĩa khí nên không nặng lời và cũng không ra đánh. Liêu dẫn quân lui ra cửa Đông. Trương Phi trông thấy mở cửa ra đánh ngay, nhưng sớm có người báo Quan Công. Quan Công vội chạy ra cửa Đông, xem thấy Trương Phi đã vừa cầu treo kéo ra, nhưng quân Trương Liêu đã lui, Phi đang toan đuổi theo. Quan Công gọi giật trở lại. Vào thành, Phi hỏi: nó sợ mà chạy rồi, tại sao không cho đuổi? Quan Công nói: võ nghệ của người đó không kém chúng ta đâu, vì anh vừa lấy chính ngôn cảm quá, hắn có ý hối, cho nên không giao chiến với chúng ta nữa. Trương Phi mới hiểu ra, bèn chỉ sai quân giữ vững cửa thành không ra đánh nữa. Giản Ung chạy tới Hứa Đô ra mắt Tào Tháo, trình rõ mọi sự. Tháo liền hội mưu sĩ thương nghị rằng: ta muốn đi đánh Lã Bố, không lo Viên Thiệu đánh úp nữa, nhưng mà sợ Lưu Biểu, Trương Tú chực mặt sau. Tuân Du nói: hai người đó mới thua, chưa dám khinh động đâu. Lã Bố thì kiêu dũng ngang tàn, nếu lại kết liên với Viên Thuật, tung hoành mấy vùng Hoài Tứ thì khó mà trừ nổi. Quách Gia nói: nay nhân lúc hắn mới làm phản, lòng người chưa theo, hãy đến đánh ngay đi. Thao nghe lời, tức thì sai Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Uyên, Lã Kiền, Lý Điển lĩnh 5 vạn quân đi trước. Tháo tự lĩnh đại quân lục tục tiến phát. Giản Ung đi theo. Chẳng bao lâu đã có thám mã báo với Cao Thuận. Thuận vội phi báo Lã Bố. Bố trước sai Hậu Thành, Hách Manh, Tào Tín dẫn hơn 100 kỵ binh tiếp ứng Cao Thuận, ra lệnh phải rút xa Tiểu Bái 30 dặm nghênh địch quân Tào. Bố sẽ dẫn quân theo sau tiếp ứng. Quyền Đức ở Bái Thành thấy Cao Thuận lui quân thì biết là quân Tào tới, bèn để Tôn Càng giữ thành, Mi Trúc, Mi Phương bảo vệ gia quyến, rồi tự mình cùng Quan Trương đem hết quân mã ra ngoài, chia nhau hạ trại để tiếp ứng quân Tào. Bây giờ Hạ Hầu Đôn kéo quân đi tiên phong, chính gặp quân Cao Thuận. Đôn liền thúc ngựa dung thương tới đánh, Thuận múa thương nghênh địch. Hai ngựa giao đấu, đánh nhau 40-50 hiệp.
Cao Thuận địch không nổi, thua chạy về trận. Đồn phóng ngựa đuổi theo, Thuận lượn vòng trận mà chạy. Đồn không bỏ, cũng chạy vòng trận mà đuổi. Tào Tín đứng trước trận thấy như vậy, lấy cung ngầm lắp tên, nhìn nhắm rất kỹ, lựa đúng lúc Đôn hướng mặt về phía mình, bắn ra một phát trúng ngay con mắt trái của Đôn. Đôn thét lớn một tiếng, nắm mũi tên rút văng ra, không ngờ nhổ luôn cả nhãn cầu ra theo. Chú thích: cây đào này ôi chao là ngấm nghía. Đọc tiếp, bèn gào lớn lên rằng: khí cha quyết mẹ không nên bỏ mất. Rồi đưa đầu mũi tên vào miệng, nuốt chửng cái tròng con mắt. Nuốt mắt rồi còn hung lên, phi ngựa dục thẳng tới cửa trận, dung thương đâm Tào Tín. Tín không kịp trở tay, bị đâm trúng giữa mặt, vết lăn xuống ngựa. Chú thích: mày móc mắt tao, tao móc mắt mày. Đọc tiếp, quân sĩ hai bên thấy thế đều khiếp đảm. Đồn giết xong Tào Tín, quay ngựa trở về. Chú thích: vì đau đến cực độ, trùng hết gân sức ra. Đọc tiếp, Cao Thuận thừa thế đuổi theo, xua quân cùng đánh sang kịch liệt. Quân Tào rối loạn cả lên. Đó chính là tướng Hăng nuốt mắt tuy liều đánh, tiền bộ vươn tên khó chặn thù. Chưa biết tình thế quân Tào ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: tướng giỏi là giỏi ở mưu, chứ không phải giỏi ở dũng. Như Giả Hữu biết mình biết người, quyết đoán được thắng bại, thật là tướng giỏi thay. Lại như Quách Gia nghị luận 10 điểm ưu việt giữa Viên Tàu, phá tan mối nghi ngại cho Tháo. Lời lẽ hùng hồn minh triết thật chẳng khác mấy lời của Hoài Âm hầu Hàn Tín khi đăng đàn. Như Giả Hữu, Quách Gia ấy mới là có tài đại tướng, chứ đến như Hạ Hầu Đôn nhổ mũi tên nuốt con ngươi thì bất quá chỉ là cái dũng mãnh của một kẻ vũ phu mà thôi. Xét nghị luận của Quách Gia về 10 điểm tất thắng của Tào Tháo, ta thấy lời hùng hồn và chính xác. Riêng có 2 điểm nhân thắng, đức thắng thì ta không thể tin được, cần phải biện minh như sau. Thử hỏi Tháo có gì là nhân, có gì là đức? Nhân của Tháo là nhân giả, đức của Tháo là đức mượn. Vậy chỉ nói là tài thắng thuật thắng thì đúng hơn. Tháo khóc điển vi không phải thực lòng vì vi mà khóc. Khóc điển vi đã chết mà để cho hết thảy nhưng điển vi còn sống phải cảm khái thì đó không phải là điểm trung hậu của Tháo. Đó là một cử chỉ của kẻ gian hùng đấy thôi. Hoặc có người hỏi: Tháo tuy gian hùng thật đấy, nhưng nước mắt kia ở đâu mà sẵn thế? Xin thưa rằng, miệng Tháo tuy khóc điển vi, nhưng lòng Tháo đang khóc con trưởng cháu ruột đó, ai biết được. Việc binh có trước có sau. Tay hùng lược xử thế dụng binh phải biết tùy cơ, việc nào nên làm trước, việc nào nên làm sau mới được. Tháo muốn đánh Viên Thuật, nhưng sợ lã bố rình úp sau lưng, cho nên phải tạm bỏ Thuật mà đánh bố trước đã. Một khi đã dẹp được bố, bây giờ Tháo mới an tâm vững chí, tha hồ mưu đồ tới Thuật. Việc làm trước, việc làm sau cần phải rõ rệt như thế, không thể làm đảo lộn được vậy. Mưu mẹo Tháo thiệt là khéo tay thay. Khi Viên Thuật vừa đánh lã bố thì Tháo giúp ngay bố để đánh Thuật. Làm gì sợ bố hòa với Thuật? Bố phá Thuật rồi, Tháo mới liên kết với Bị và thông hòa với bố. Vì Tháo biết bố với Thuật không thể tái hợp với nhau được nữa. Bị với bố liên hòa thì mối lo của Tháo rất lớn. Thuật với bố hòa hợp, Tháo lại càng lo hơn. Nay Thuật đã lìa bố, Bị cũng đã lìa bố, thì bố hoàn toàn cô lập rồi, trừ việc bố không khó nữa. Tháo quả là có lão mưu thâm toán hơn người vậy.